Hội anh em đang toát mồ hôi hột khi nóc nhà đòi mua đồ sang chảnh. Thì ra anh cũng chỉ là một sự lựa chọn trong muôn ngàn lựa chọn với em. Không mua thì giận mà mua thì Tết này còn cái nịt. Em muốn mua cái bình này. Em lấy bộ ấm chén này. Này, 73, 70. Nữa yêu nhau chả cho nhau được cái gì, xin có mấy phần quà. Nói lên nói xuống rồi này. Tam tai của hội shipper gọi tên Thái Công. Phí ship 15 cành nhưng giao bình bông tận 100 triệu. Shipper chuyến này đi nhẹ nói khẽ xả lơ mất Tết như chơi. Hôm nay tôi sẽ thanh lý hàng một bình bông pha lê của shop Thái Công 235 triệu. Mẹ ở xuân này còn không về. Mới đầu năm 2024 thôi nhưng thị trường mua bán hàng online đã vô cùng sôi động khi liên tiếp xuất hiện những chiếc shop bán giá trên trời. Một trong những gian hàng online khiến cư dân mạng được phen ngỡ ngàng khi đọc giá nhất có lẽ là shop của Thái Công. Vốn là một người giàu có nổi tiếng, thường xuyên gây chú ý với những chiếc clip khoe cuộc sống sang chảnh, vật dụng đắt tiền cùng câu slogan kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, Thái Công gây bất ngờ khi mở shop bán hàng online, các mặt hàng đều rất đẹp nhưng đắt. Một chiếc gắp đá tưởng chỉ vài ngàn, cùng lắm là chục ngàn đồng ngoài chợ thôi, nhưng trên shop đã có giá lên tới mười mấy triệu đồng. Nến thơm cũng vài triệu và những hộp đựng khăn giấy, khay đá toàn mức giá hàng chục triệu trở lên. Đó là chưa kể tới loạt bình hoa, đồ đựng trái cây có giá lên tới vài trăm triệu và gần cả tỷ đồng. Có người bán thì dĩ nhiên sẽ có người mua, và việc vận chuyển những món đồ đắt tiền này trở thành vấn đề lớn. Hội shipper chắc chắn là những người lo lắng nhất, bởi phí ship đâu có trên dưới vài chục ngàn, cá biệt ship nội thành chỉ 15 cành nhưng món đồ mà họ giao lên tới cả trăm triệu. Cỡ này thì các shipper không rén mới lạ. Đã có không ít shipper dàn dựng tình huống ship đồ của Thái Công, khiến cư dân mạng được phen cười bỏ, bởi bình thường các anh hổ báo lắm, đồ mang tới nếu giao quen rồi là quăng thẳng vô nhà. Giờ thì có cho tiền cũng không dám quăng, nhỡ đâu mà rơi vỡ một cái là mất Tết như chơi. Bên cạnh đó, các shipper khi giao đồ sang chảnh cỡ vài trăm triệu là phải đi nhẹ nõi khẽ cười duyên, nhỡ mà vấp té là cũng xác định sóng gió ập tới. Mặc dù có hơi rén khi nhận đơn ship đồ cho Thái Công, song các shipper vẫn còn ngây với khách lắm. Bởi họ biết rõ để có đủ tiền mua đồ của shop đắt tiền này không phải dễ, vậy nên mới có thêm chiếc clip cà khịa khách hàng. Ngoài ra, gần đây nghe đồn shop Thái Công bị sập rồi, lý do được đưa ra là vì nhiều đơn hàng quá. Chuyến này thì shipper vừa vui vừa buồn. Vui vì shop sập không order được nữa, buồn vì đã có những vị khách may mắn kịp chốt đơn mấy món hàng giá cả chục triệu đồng, không biết ai xui xui nhận đơn này đây. Bên cạnh hội shipper thì hội các anh em có vợ và người yêu cũng đang rơi vào tình trạng buồn như chấu cắn. Không chỉ đồ trên shop Thái Công, mà chiếc ly trị giá gần 1 tỷ đồng trên shop làm đẹp nào đó cũng đang khiến các chị em dần dần. Mặc dù chiếc ly kia là hàng tặng không bán, shop để giá tiền vậy cho mọi người khỏi mua nhưng các chị em vẫn rất mê vì ly đẹp. Vậy là giờ các nóc nhà đua nhau đòi ông xã, người yêu mua đồ tặng mình. Đòi mua một món đồ giá tận vài chục đến cả trăm triệu đồng nên dĩ nhiên hội anh em được fan sang chấn tâm lý. Dù cỡ nào cũng không lường trước được những chiếc bình hoa, bộ ấm chén, khay đựng hoa quả, ly cốc lại có thể đắt đỏ đến như thế. Và đến lúc này hội anh em được lựa chọn một trong hai trường hợp. Một là chấp nhận bỏ tiền ra mua để chiều lòng nóc nhà, còn Tết này có tiền xài hay không thì chưa rõ. Còn không đành để nóc nhà chịu thiệt, giận dỗi một chút chứ ai đâu lắm tiền mà mua đồ đắt đỏ như vậy cơ chứ.